Cái này nó hơi tối vậy. Em có điện cho khác nào. Ừ, đấy, cái điện này nó sáng hơn. Chào các chị, hôm nay thì là Phê Phước xin chia sẻ về cái cách chị nám ấy, và chọn cái sản phẩm chị nám đúng như là những cái mà bên mình đã chia sẻ. Tại vì mỗi ngày thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các chị là sản phẩm này có chị dứt điểm nám hay không, hay là có an toàn hay không, có để lại những cái hậu quả gì hay không, bởi vì có rất nhiều các chị là đã sử dụng những cái loại khác nhau, tẩy lột nám khác nhau và để lại rất là nhiều hậu quả như là da mỏng, nổi gân máu, rồi là da cà mụn, mẩn lên mụn. Thì hôm nay mình chia sẻ những cái sản phẩm và những cái lưu ý và để cho các chị chọn được những cái sản phẩm tốt nhất. Thì nhất là trong đặc trị nám ấy, đó là một cái đặc trị nám thì cực kỳ khó, không ai nói là dễ xử lý được cả. Và đầu tiên là khách đòi hỏi phải có sự kiên trì. Nếu như mà khách chọn được cái sản phẩm ưng ý rồi thì phải kiên trì với nó thì mới có tác dụng. Còn nếu mà mong muốn nhanh quá thì chắc chắn là cái không thể đáp ứng được cái yêu cầu ạ. Các chị nếu mà có nhu cầu muốn tư vấn trực tiếp ấy, thì cũng có thể comment để bên mình tư vấn trực tiếp ạ. Hôm nay chỉ chuyên về chuyên mục nám nám da, tàn nhang và thâm sạm xỉn ạ. Và có rất nhiều chị mặc dù ngồi văn phòng không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhưng da nó vẫn bị thâm sạm và dùng rất nhiều các loại khác nhau nhưng cũng không cải thiện được tình hình ấy. Thì là có những cái Facebook sẽ có những cái cách mà để các chị xử lý được cái vấn đề thâm sạm xỉn đấy ạ. Các chị đi đến đâu thì là ở đâu người ta cũng nói là chị nám an toàn, rồi là chị nám tận gốc, rồi là có thể là vua chị nám, hoặc là có những cái sản phẩm còn mệnh danh mình là vua chị nám. Nhưng mà thực sự là có rất nhiều các chị rất là không có một cái định hình hoặc là tiêu chí trong cái chọn sản phẩm, cho nên là thường là sử dụng những cái sản phẩm rất là lung tung và để lại những cái hậu quả. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đầy đủ các cái cách chọn sản phẩm, rồi các lưu ý, rồi là cách sử dụng nữa để làm sao mà đạt được cái hiệu quả tối đa nhất và mình ngăn chặn được những cái vấn đề mà hậu quả của nó xảy ra. Đấy là cái mà chúng ta nên quan tâm trước tiên về cái việc mà xử lý chọn những cái kem trị nám. Thứ nhất là nám da thì ai cũng hiểu cái nguyên nhân là có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là nếu mà chị Hồng Nhung ơi, nếu mà chị đang dùng cái C1 thì C1 không xử lý được nám ạ. Nó chỉ làm sáng cái bề mặt da thôi và làm căng bóng bề mặt nhờ cái thành phần acid hyaluronic và vitamin C. Chứ còn để trị nám thì không thể xử lý được ạ. Và mình nên dùng kết hợp với kem Clevin ạ, trị nám nữa ạ. Nhưng mà kem Clevin thì hiện tại Facebook đang hết hàng vì cái kem đấy thì là thực sự là nó rất là hiệu quả. Có rất nhiều khách đang chờ thì cái đấy là chị nên tham khảo ạ. Còn chị bên mình sẽ inbox lại cái kem đấy để cho chị tham khảo kỹ hơn ạ. Để tiếp tục thì Facebook xin chia sẻ đó là có rất nhiều cái nguyên nhân mà gây ra nám. Đầu tiên đó là cái ánh nắng mặt trời là một trong những yếu tố mà gây ra 80% nám sạm hoặc là sạm xỉn da trên cái cho phụ nữ ấy. Rồi là sau phụ nữ sau sinh này, đó là tăng nội tiết tố này, rồi là sau mụn này,
khi mà chị mụn mà không dứt điểm ấy, như hôm qua mình đã chia sẻ một cái video về cách trị mụn ấy, thì nếu mà các bạn trị mụn không dứt điểm này, không xử lý sau mụn này, thì sẽ để lại hậu quả là thâm sạm sỉn và những cái đó nó chuyển thang thành dạng nám và rất là khó để xử lý. Thì đấy là rất là nhiều cái nguyên nhân mà gây ra mụn thâm gây ra nám ạ. Còn cái vấn đề mà sạm sỉn màu da ấy, thì có một cái trong những cái nguyên nhân là sạm sỉn màu đó là do là cái bức xạ nhiệt từ những cái thiết bị điện thoại như kiểu máy tính này, điện thoại này, rồi các cái thiết bị di động đấy, thì nó có những cái bức xạ nhiệt làm cho những cái khách kể cả không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cũng bị thâm sạm sỉn đấy. Hoặc là nếu mà chúng ta dùng cái thuốc tránh thai ấy, hàng ngày ấy, lâu lâu dài ấy, thì chúng ta cũng dễ dàng bị nám sạm. Và có rất là nhiều người nói là tại sao mà da của khách càng ngày càng mỏng đi. Đấy, cái mỏng đi là do là khách đã chọn ngay từ cái khâu mà chọn sản phẩm đã là chọn sai sản phẩm. Cho nên là chọn có quá nhiều cái sản phẩm mà thứ nhất là cái mình rất là thấy là tâm lý của người Việt ấy, lúc nào cũng thích trắng da. Đấy là một trong những cái yếu tố mà tạo đà cho những cái công ty mà họ chỉ tập trung vào sản xuất những cái sản phẩm trắng da thôi. Mà như rất là nhiều cái video mình đã chia sẻ, đó là cái việc trắng da cực kỳ khó, bởi vì cái da cấu trúc của da của châu Á ấy, nó không giống như cái châu Âu, cho nên là cái việc trắng da là cực kỳ khó, chỉ có thể là các bạn phải tẩy sắc tố. Đấy là cái điều mà cực kỳ nguy hiểm, nếu mà tẩy sắc tố thì là nó sẽ ảnh hưởng như sau. Việc sắc tố melanin là sắc tố quan trọng để mà bảo vệ da, đấy, chống lại ngăn ngừa các bệnh về ung thư các thứ, nhưng mà nếu mà việc sản xuất quá mức thì nó sẽ gây ra nám sạm. Vậy thì chúng ta chỉ có nên chọn những cái sản phẩm mà nó có thể ức chế được cái việc sản xuất quá mức đó. Ví dụ như là những cái sản phẩm như Lika Aesthetic là một trong những sản phẩm rất là tốt, nó có khả năng là ức chế được cái NG là tyrosan ấy, là nguyên nhân mà gây ra cái nám sạm đấy. Thì đó mới là cái nguồn gốc và cái nguyên nhân chính gây ra nám sạm trên bề mặt da. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ xử lý ở bề mặt da lớp thượng bì thôi thì nó lâu ngày chúng ta sẽ bị bào mòn và bị mỏng và nổi gân máu. Đó là lý do mà tại sao hiện tại bây giờ có rất nhiều các chị đang bị mỏng nổi gân máu và các chị đang tìm đến những cái sản phẩm mà nó không đúng, đã đang bị như thế rồi mà lại còn sử dụng là những cái sản phẩm không đúng thì càng tệ hại cho da. Cho nên là bên mình chỉ muốn chia sẻ để các bạn hiểu hơn, và trong cái quá trình chọn sản phẩm thì mình phải hiểu nguyên nhân của nám của mình thì mình mới xử lý được. Đối với những cái da mà đang bị nám hoặc thâm sạm sỉ đấy, thì ngoài các cái sản phẩm như là điều trị đi đấy, các bạn có những cái phương pháp điều trị, ví dụ như là tại các cái spa thì họ sẽ dùng laser này, nhưng mà laser thì có rất nhiều các chị đã phản hồi rồi, đó là sau một thời gian nó sẽ tái phát lại và nó tái phát mạnh hơn. Đấy, bởi vì khi mà bắn laser thì chỉ có những cái nơi mà các bác sĩ mà đúng là chuyên gia hẳn về da liễu họ mới có đủ kinh nghiệm để xử lý đúng vào những cái nơi mà nám sạm đang biểu hiện. Còn nếu như mà chúng ta đi bất đi những nơi mà họ không có nhiều cái kinh nghiệm ấy, thì chắc chắn là sẽ để lại những cái hậu quả là ảnh hưởng đến cái cấu trúc của da và nó sẽ làm cho cái nám sạm nó phát triển mạnh hơn. Thì nếu mà các chị mà muốn an toàn tự nhiên và muốn mà tự mình chăm sóc tại nhà thì bên Fairfood cũng có những cái sản phẩm rất là tốt để các chị có thể trải nghiệm. Thứ nhất là để trong quá trình điều trị nám chúng ta phải vững cái phải hiểu đó là nếu mà đã chọn những cái sản phẩm mà để tự điều trị tại nhà thì phải cho nó một thời gian ít nhất là 3 đến 6 tháng. Bởi vì cái cấu trúc của da của người lớn hay người trưởng thành ấy, thì sau phải 4 đến 5 tuần nó bắt đầu thay da, thì phải có những thời gian để có những cái chất để nó kích hoạt cái quá trình thay da đấy thì mới tạo ra được những cái sự thay đổi. Còn nếu mà chỉ sử dụng trong 2 tuần hoặc là mấy ngày mà đã có cái sự biến đổi trên da là trắng hơn rồi là mờ vết nám thì các bạn hãy thận trọng, bởi vì những cái sản phẩm đấy cực kỳ nguy hiểm. Và những cái thành phần cực kỳ nguy hiểm mà mình biết có rất nhiều công ty đang sử dụng đó là cái hydroquinone này, rồi là thủy ngân này, rồi là quên tự nguyên quên mất, nhưng mà có rất nhiều những cái thành phần độc hại như thế, thì mình sẽ chia sẻ trên bài viết để các chị có thể đọc được là những cái thành phần đó thì mình nên tránh. Tất nhiên là khi mà mình đọc một cái sản phẩm, mình cái tệ nhất là trong cái viết về thành phần của một cái sản phẩm của mỹ phẩm Việt
hoặc là mỹ phẩm Hàn chẳng hạn, các bạn thấy đấy là không bao giờ ghi rõ thành phần. Đó là một trong những cái rất là tệ hại, bởi vì nếu mà không ghi rõ thành phần thì ngay bản thân chúng ta không thể biết được cái thành phần đó là những thành phần gì, có độc hại hay không, hay là có nên sử dụng hay không, mà chỉ ghi rất là ngắn gọn là cái này là trị nám và trắng da, và bao bì thực sự là rất là đẹp, để cảm giác là khách hàng được cầm một cái sản phẩm thực sự giá trị, nhưng cái cốt lõi bên trong thì lại không có cái giá trị gì cả. Đấy là một trong những cái mà khách rất là hay hiểu lầm. Mà mình nghĩ là cái quan trọng nhất cần phải quan tâm đó là cái chất lượng bên trong thì là ít người quan tâm đến. Và nhiều khách lại cứ thích là nhanh cơ. Trong khoảng 2 tuần hay là trong khoảng mấy ngày da chị có thay đổi hay không? Cái câu hỏi đấy thì chỉ dành cho những người mà chưa có hiểu biết thôi. Còn nếu mà thực sự người ta hiểu về cái cấu trúc da và người ta nghĩ là chọn những cái sản phẩm dùng tại nhà thì không ai người ta hỏi câu hỏi như thế cả. Đấy, thì nếu mà để chăm sóc tại nhà đối với những cái da đang có vấn đề, đặc biệt là thâm sạm xịt nám ấy, thì chúng ta phải có những cái sản phẩm peeling. Peeling này ấy, thì nó sẽ có những cái enzyme. Peeling này không phải là peeling acid giống như kiểu là một số các cái trung tâm dùng. Tất nhiên là những cái nơi thẩm mỹ hoặc spa họ dùng các loại loại peeling mạnh, nó có nồng độ acid nhất định từ 5% đến 40% là họ phải có sự kiểm soát của chuyên gia. Những cái đấy thì mình không sử dụng được và nó phải theo một quy trình peeling này trong 1 tháng 1 lần và có sản phẩm phục hồi liên tục để kích thích tái tạo, thì ít nhất là trong 1 năm thì người ta mới mới xong được cái quá trình, mới xong được cái liệu trình đấy. Chứ không phải dùng 1 lần xong rồi thôi luôn. Thì nếu mà các chị muốn dùng tại nhà thì bên Facebook có những cái sản phẩm peeling chất lượng cao giống như là của Tiana chẳng hạn. Cái dòng peeling này thì có cái enzyme từ đu đủ, dứa và cả cả những cái chiết xuất từ tảo biển nữa, thì nó sẽ giúp là xử lý được cái da nó đang có vấn đề. Đấy là cái peeling nó sẽ giúp là đào thải cái tế bào chết và kích thích tái tạo, bởi vì phải làm cho cái chất sừng nó mỏng, nó bong đi thì chúng ta mới sử dụng những cái này, nó sẽ có hiệu quả được. Còn nếu mà các chị chỉ muốn dùng cái sản phẩm chăm sóc thôi mà không quên đi là mình phải làm cho thông thoáng lỗ chân lông, làm cho cái dưỡng chất nó đi sâu vào hơn ấy, thì nó sẽ khó đạt được những cái hiệu quả tốt. Thì bên mình có 2 loại peeling rất là tốt, đó là của Tiana này. Peeling số 13 thì là rất nhiều spa đang sử dụng, cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra thì nếu mà các chị muốn dùng tại nhà mà không quá cầu kỳ, vì cái loại này là dạng bột, mình sẽ phải pha ra rồi mình tự làm. Còn nếu mà các chị không muốn làm tại nhà, không muốn cầu kỳ, thì mình có thể dùng cái Phytopass này, cũng là một trong những cái mà nó có khả năng là nó có cái enzyme từ cũng từ đu đủ và cái axit hoa quả AHA ấy, thì nó cũng giúp làm cho cái thúc đẩy cái tái tạo tế bào đấy. Mục đích của nó là thúc đẩy để đào thải cái tế bào chết và tái tạo tế bào. Sau đó thì là chúng ta có thể sử dụng sang những cái sản phẩm trị nám. Thì một trong những cái mà có thể chọn đấy, đó là chúng ta phải phải nghiên cứu là cái thành phần của nó là gì, nó có khả năng ức chế được cái enzyme tyrosine hay không thì chúng ta hãy chọn, bởi vì cái nguyên nhân chính nhất mà gây ra cái nám sạm đó là do cái đấy. Thì bên Fairfood có cái sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, các chị có thể nhìn thấy là 100% tự nhiên ạ, của công ty PNM. Thì công ty này thì là chắc chắn là bên mình có ký hợp đồng rõ ràng ạ, các bạn nhìn thấy đây là cái hợp đồng hóa đơn lại có dấu của công ty ạ, PNM ạ. Các chị nhìn rõ tập hồ sơ 2 cái ạ, chứ không phải là cái dạng như kiểu hóa đơn mua ngoài các kiosk đâu ạ. Các hóa đơn đấy thì các chị chỉ cần quen với người Nga và hỏi xin là cho tao cái hóa đơn đấy cũng được ạ. Nhưng mà bên mình là không bán những thể như thế nhé, tất cả đều có hợp đồng hóa đơn rõ ràng. Đấy là cái mà bên mình có thể cam kết về nguồn hàng, nếu mà phát hiện hàng giả thì có thể được bồi thường 1.000 lần. Đấy là cái mà các bạn mà cứ yên tâm về về hàng hóa tại Facebook này. Và tại sao cái sản phẩm này bên mình giới thiệu là có khả năng đặc trị nám, là bởi vì trong thành phần của nó sẽ có là cái axit kojic và cái chiết xuất từ cam thảo. Cái axit kojic thì là được khoa học đã công nhận là một trong những cái sản phẩm có khả năng xử lý được nám sạm, thâm sạm xỉn và dưỡng trắng da, và nó sẽ giúp là xử lý được cả những cái nám sạm từ 10 năm trước. Đấy là trong một trong những cái sản phẩm mà một trong những cái thành phần mà hiệu quả nhất hiện nay, và nó sẽ đi vào cái nó sẽ trên biết cái em giá bao nhiêu.
tức là cái acid kojic này ấy, như trên cái trang tiếng Anh họ viết ấy, và một cái trang khoa học rất là uy tín ấy, thì là một cái chất mà dưỡng trắng và xử lý vết thâm, nám sạm, tàn nhang và vết thâm sau mụn cực kỳ hiệu quả, và nó kích thích tái tạo da làm mị mịn các nếp nhăn, đồng thời là ngăn ngừa phát triển của các loại mụn, đặc biệt là mụn trứng cá đối với những da mà có tiền sử mụn trứng cá này. Đấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm như này. Đồng thời là cái có một cái lưu ý như này, axit kojic thì nó là hoàn toàn tự nhiên từ thu được từ các loại nấm. Đấy, và nó có khả năng ức chế cái tyrosan và giúp là dưỡng trắng da này, trị nám và tàn nhang. Đồng thời nó không giống như các loại hydroquinone này là cái một chất tẩy nám cực kỳ độc mà có rất nhiều cái sản phẩm đang dùng đấy, thì chúng ta có thể thấy là axit kojic không độc như hydroquinone, không làm hỏng tế bào và không hoạt động trong trên tế bào bạch cầu, tức là không làm teo cái tế bào gọi là không làm teo tế bào mao mạch ấy, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nám sạm và giãn tĩnh mạch dưới da ấy. Đấy là một trong những cái mà và nó tốt, nó không những là trong ngành công nghiệp và mỹ phẩm ấy, thì là acid kojic được sử dụng trong những cái sản phẩm công nghệ cao đấy, tức là nó phải có công nghệ cao nữa, và nó có khả năng là ức chế được cái men tyrosan và ngăn ngừa sự hình thành của melanin. Thì nếu mà các chị mà đi lại tại các trung tâm thẩm mỹ thì người ta đều nói về cái vấn đề này, tức là để mà trị nám được thì bắt buộc là nếu khi dùng sản phẩm phải ức chế được cái tyrosan ạ, thì nó mới ngăn ngừa được cái sự được cái sắc tố melanin ạ. Acid kojic thì nó sẽ ngưng việc cái phát triển của các đốm mới và ngăn chặn các tế bào sắc tố, và đồng thời nó hoàn toàn an toàn cho các phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Đấy là một trong những cái thông tin mà tại sao mà cái sản phẩm này chúng ta có thể lựa chọn được tất cả mọi đối tượng, bởi vì phụ nữ mang thai và sau sinh cũng là những người mà cũng bị nám và tàn nhang, và thậm chí có những người bị mụn nữa cơ, bởi vì do sự thay đổi nội tiết tố và hormone ấy, thì cái sản phẩm này nó vừa đáp ứng là khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian mang bầu mà da chúng ta đang bị mụn trứng cá chúng ta cũng có thể xử lý được, và nó cũng ngăn ngừa được các vấn đề về thay đổi sắc tố trên da, nám sạm và tàn nhang này. Ngoài ra thì nó có cái chiết xuất từ cam thảo ấy, thì nó cái cam thảo thì được rất sử dụng rất nhiều trong cái y học cổ truyền của Trung Quốc ấy, thì nó sẽ giúp làm ức chế hoạt động của tyrosan là một này, rồi là nó sẽ ngăn ngừa nám sạm mà do cái tia UVB, UVB là ánh nắng mặt trời đấy ạ, ngăn ngừa được cái nám sạm của cái UVB đấy ạ. Và nó đã được chứng minh hiệu quả trong điều trị nám và khả năng kích ứng đối với da thì là rất là thấp. Ngoài ra trong cái sản phẩm này có các chiết xuất dưa leo thì nó giúp là đồng hóa cái màu da, giảm mệt mỏi và làm cho cái da nó tươi mới hơn. Đấy, có cả chiết xuất thực vật CO2 thì là hoàn toàn tự nhiên thân thiện với môi trường, và chiết xuất từ gạo và nước ép và chanh ấy, nó sẽ giúp là ngăn ngừa oxy hóa và kích hoạt cái quá trình giảm cái quá trình lão hóa ở dưới da. Và một cái loại thực vật đó là cực kỳ hữu ích, đó là cái hoa nhung tuyết. Hoa nhung tuyết thì nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ thì nó là một loài hoa bất tử, tức là một cái chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ, và chỉ duy nhất nó là cái sản phẩm cái thành phần mà có khả năng chống oxy hóa rất là cao, và nó ngăn ngừa được cái vấn đề về nếp nhăn và nám sạm. Thì đấy là một cái trong những cái sản phẩm Lyca Aesthetic là cực kỳ nổi tiếng. Nó ngoài ra ấy, nó còn có công nghệ là peptide, tức là cái công nghệ mà được sử dụng nhiều nhất ngày nay ấy, đó là nó có khả năng đưa được những cái dưỡng chất quan trọng nhất vào cái nơi mà da nó đang có vấn đề nhất. Đó là cái mà chúng ta nên lưu ý ấy. Và một vài thông tin nữa là cái dòng cái Lyca Aesthetic này thì nó được sản xuất tại mà 100% tự nhiên rồi, in rõ trên vỏ hộp ạ. Để đối với lại cái hàng của Nga mà và được theo cái sự theo cái kiểm soát của Bộ Y tế Nga, thì để mà in được 100% tự nhiên trên vỏ hộp vậy thì nó phải là đảm bảo đủ là không có thành phần hóa học độc hại, không có chứa chất bảo quản độc hại. Trên sản phẩm ghi rõ bằng hai tiếng Anh và Nga, các bạn có khả năng là các bạn tự có thể tìm hiểu được ạ. Và nó sản xuất tại
cái khu vực sinh thái sạch bậc nhất tại Nga này có chứng nhận eco nguyên liệu sạch và hữu cơ được xác nhận bởi các phòng thí nghiệm tại Thụy Sĩ và Pháp này. Và cái nắp mở của nó rất là thuận tiện, nó không giống như kiểu Tiana, dòng của Tiana thì nó rất là dễ mở hơn và dễ bảo quản hơn ạ. Sản phẩm được tạo ra bởi các nhà khoa học và chuyên gia da liễu có kinh nghiệm lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ này. Nó sẽ khắc phục được rất nhiều các cái ưu điểm các cái nhược điểm của các loại serum ống trên thị trường. Ngoài ra thì là bên tại hiện tại thì là Fairfood thì đang là độc quyền tại về cái dòng này tại Việt Nam ạ. Chắc chắn là các bạn sẽ không thể tìm được những cái công ty khác mà đang kinh doanh cái sản phẩm này, bởi vì Lika Aesthetic thì đang ký hợp đồng với độc quyền với Fairfood là trong vòng 1 năm ạ. Cho nên các bạn yên tâm là cái giá mà tại Fairfood đang là ưu đãi nhất và giá được tốt nhất ạ. Thì đấy là cái về cái trị nám. Ngoài ra thì là chúng ta các bạn có bất cứ cái vấn đề gì ấy, thì có thể comment để bên mình giải đáp thắc mắc. Về cái cách sử dụng thì là các bạn lưu ý nhé, cái sản phẩm này nó còn tốt hơn, cái sử dụng của nó còn được lâu hơn C1 chẳng hạn. Ví dụ như Tiana C1 thì các bạn chỉ dùng được trong vòng khoảng 1 tháng. Đối với cái dòng C1 này chẳng hạn, các bạn chỉ dùng được trong vòng 1 tháng. Nhưng mà với Lika Aesthetic thì chúng ta một hộp như này dùng được trong 2 tháng nhé. Thì các chị thấy là tính ra cái Lika này rất là lợi thế hơn rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì trong cách sử dụng của Lika Aesthetic là chúng ta dùng liên tục 14 ngày, nghỉ 14 ngày sau đó lại tiếp tục dùng 14 ngày. Đấy, và một cái hộp này dùng trong 2 tháng ạ. Trong khi đó sản phẩm của C1 chỉ dùng được 1 tháng và thậm chí không được 1 tháng, tầm khoảng 20 đến 25 ngày thôi. Và nó rất là khó mở, dạng ống của Lika thì cực kỳ dễ mở ạ. Đấy, và nó cũng và cái sản phẩm của nó thì hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế thì tại sao chúng ta lại đi chọn một cái sản phẩm này mà cái sản phẩm này lại có rất nhiều nhược điểm, ví dụ như là nó sẽ bào mòn da này. Nếu mà không chống nắng tốt thì là một trong những cái tai hại nhất, đó là nó sẽ làm thâm sạm sỉn rất là nhanh, bởi cái vitamin C từ chanh ấy cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Nó sẽ làm cho da sạm rất là nhanh ạ. Đấy, và không dùng được cho da mụn, không dùng được cho phụ nữ sau sinh ạ. Và phụ nữ đang mang thai, đó là trong một trong những cái nhược điểm của C1 mà tại sao mà bên mình khuyến cáo là đối với những phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ đang có hoặc là những cái bạn mà đang bị mụn ấy, thì không nên sử dụng, mà chúng ta phải điều trị mụn xong, khô nhân mụn, bề mặt da nó không còn lở loét nữa thì chúng ta mới dùng được C1, bởi vì nó rất là dễ bị kích ứng. Còn đối với sản phẩm này thì sao ạ? Đáp ứng với đủ các loại yêu cầu của các loại da khác nhau và sử dụng trong vòng 2 tháng. Thì với một cái giá thành như thế thì cực kỳ là ưu đãi ạ, còn tốt hơn rất là nhiều so với những cái với dòng Tiana. Đấy, và cái công nghệ của Tiana thì lại không được như công nghệ của cái dòng này. Dòng này thì là công nghệ hoàn toàn mới và cao cấp hơn rất là nhiều, sử dụng những thành phần cực kỳ tốt hơn. Đấy là một trong những cái lưu ý mà bên mình muốn khuyến cáo để các bạn chọn được những cái sản phẩm tốt nhất. Đầu tiên là nếu mà chúng ta xác định là chúng ta chọn những cái sản phẩm nó đi đúng mục tiêu và kiên trì với nó thì chắc chắn là sẽ thành công. Còn nếu mà các chị muốn nhanh và chỉ trong vòng khoảng mấy ngày ấy, hoặc là 2 tuần ấy, như một số sản phẩm đã khuyến cáo ấy, thì cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì đó chỉ là một cái là một làm tệ hại hơn cái tình trạng của mình thôi, bởi vì cái nào nhanh quá thì là nó cũng sẽ là phải như như mình vừa giải thích đấy, cái Hydroquin hoặc là corticoid ấy là một trong những cái thành phần mà đang cấm sử dụng mà các chị vẫn còn không hiểu là trong cái sản phẩm của mình có hay không. Nếu mà có hay không là mình biết ngay, bởi vì không có một sản phẩm nào trị nám tự nhiên bôi trên bề mặt mà 2 tuần trắng da cả. Chỉ có thể là nó phải tẩy, mức độ tẩy da này, và thứ hai nó phải làm ảnh hưởng đến cái tế bào tiểu cầu, như là làm teo cái tế bào mao mạch ấy và gây ra cái hiện tượng giãn mao mạch. Bởi vì cái tại Fairfood rất nhiều khách đang đang có gặp vấn đề như thế, và ngày hàng ngày có rất nhiều cái email rồi rất nhiều cái tin nhắn rồi là gọi điện nữa, các chị hỏi về cái vấn đề là giãn mao mạch phải xử lý như thế nào và đỏ da phải xử lý như thế nào. Thì đấy là một trong những cái rất là nguy hiểm. Ví dụ như là rất nhiều chị đang bị là vừa khô da này, da nó vừa bị bong khô dài, bị mà bị bong
khô rồi là bị giãn mao mạch, đỏ mặt khi đi ra ngoài trời nắng. Thì tất cả những cái đấy đều là nguyên nhân là do là mình sử dụng sản phẩm không đúng. Thì tại sao mình lại không trang bị cho mình những kiến thức hiểu biết nhất để mình chọn những cái sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, nó có chứng nhận chất lượng rõ ràng và thành phần ghi rõ trên vỏ hộp. Cái quan trọng nhất là mình phải nhìn được thành phần trên vỏ hộp để mình biết được là nó sản xuất từ cái gì, và cái những cái thành phần đấy có được cái Bộ Y tế công nhận hay không, và có những cái tiêu chuẩn quốc tế nào chứng nhận cho những cái thành phần đấy. Thì ít chí ít là bây giờ thông tin rất là dễ, trên mạng rất là nhiều, thì chúng ta chỉ cần search một lúc tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc là bất cứ tiếng gì, chỉ một lúc là nó sẽ ra hết à. Thì các chị nên lưu ý như thế. Còn nếu mà trong trường hợp da đang mỏng của mạch máu ấy, thì đầu tiên là phải kích thích tái tạo và phục hồi đã. Phục hồi thì có thể dùng cái TNA1 như hôm trước, hoặc là cái tế bào gốc thực vật. Tế bào gốc thực vật thì nó rất là lành tính, nó làm cho làm lành vết thương trên da cũng rất là nhanh ạ, và nó sẽ làm cho da nó tái tạo nhanh. Thì đấy, bên mình có những cái sản phẩm phục hồi như thế, thì nếu mà trong trường hợp các chị đang bị như thế thì cũng có thể là tham khảo để mình sẽ tư vấn cụ thể hơn. Còn lưu ý là để mà hiệu quả tốt thì không thể thiếu peeling nhé. Peeling là dành cho những da có vấn đề ạ. Đấy. Và có những cái loại peeling có thể dùng tại nhà. Còn nếu như mà peeling mà dạng như kiểu lột hẳn da có nồng độ axit nhất định thì bắt buộc phải có sự giám sát của chuyên gia và liệu trình là ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm thì mới xong được cái liệu trình peeling đấy, thì da nó mới đẹp hẳn. Còn nếu như mà đốt cháy giai đoạn thì là rất là nguy hiểm ạ. Đó, mình đã giới thiệu về cái Lica Aesthetic. Lica Aesthetic thì không chỉ dành cho những da thâm sạm xỉn nám, và những cái bạn mà muốn trắng da thì cũng có thể sử dụng cái Lica Aesthetic ạ. Bởi vì cái axit kojic thì nó cũng giúp làm trắng da. Và đấy, một hộp này dùng được 2 tháng, chắc chắn là nó sẽ tốt hơn cái C1 rất là nhiều. Ngoài ra thì các cây khách mà da nó đang có vấn đề thì chúng ta lên detox cho da. Detox cũng là 100% tự nhiên ạ. Các chị nhìn thấy trên vỏ hộp ghi rõ 100% tự nhiên. Và cái detox này thì mục đích của nó là loại bỏ các kim nặng này, và da đang có vấn đề về thâm sạm xỉn này, da mụn này và viêm này. Đấy. Cái detox thì bất cứ da nào cũng cần ạ. Đối với cái điều kiện đô thị và ô nhiễm như hiện nay thì là 3 tháng chúng ta phải detox một lần, và 1 năm phải có 3 liệu trình detox ạ, thì da nó mới sáng được. Chứ còn nếu mà không có detox thì dùng bao nhiêu các sản phẩm chăm sóc kia cũng không có tác dụng nhiều ạ. Ít nhất là phải thanh lọc da cũng như thanh lọc toàn bộ cơ thể. Vì thế mà ở Fairfood luôn có những cái sản phẩm đó là detox toàn bộ cơ thể này, rồi detox cho da này. Đấy, là bởi vì nó sẽ giúp là cơ thể nó khỏe mạnh hơn, và nó giúp cho cái cơ chế tự nhiên của da sẽ được tốt hơn ạ. Hoặc là nếu mà các chị muốn căng bóng bề mặt mà không muốn đi thẩm mỹ, bởi vì cái sản phẩm này là bên mình bán trong cái trường hợp là trong rất nhiều cho các spa ấy, họ dùng trong các liệu trình là chiết sách tách chiết tiểu cầu làm căng bóng bề mặt. Thì sau khi mà chiết tách đấy xong, đi điện di xong, thì chúng ta phải có sản phẩm căng bóng, và axit hyaluronic là một trong những sản phẩm làm căng bóng bề mặt da rất là tốt. Và đấy là một trong những sản phẩm mà các bạn có thể dùng tại nhà hoặc là mua và mang được tới spa, bởi vì mình cung cấp rất là nhiều. Hoặc là có những cái sản phẩm như là serum Botox. Thì nhân đây mình cũng nói qua về cái hiệu ứng Botox, thì các chị sẽ hiểu là cái Botox và filler thì nó không phải là bền vững. Chúng ta dù có bơm hay là tiêm thì ít nhất là 3 tháng chúng ta nó chỉ tồn tại được trong vài tháng thôi. Còn nếu mà chúng ta dùng những cái sản phẩm mà nó có hiệu ứng Botox mà lại hoàn toàn tự nhiên thì nó còn có tính tích lũy. Chính vì thế mà những cái sản phẩm như này thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều ạ. Hoặc là những cái chị nào mà đang có vấn đề về lão hóa thì chúng ta có thể tham khảo những cái sản phẩm như là trẻ hóa da này, nó cũng có là collagen thủy phân này, rồi là axit kojic này và elastin này, tế bào gốc thực vật này. Tức là nó khác biệt so với những cái dòng TNA này. Ví dụ TNA thì chia ra là tế bào gốc thực vật này, rồi là collagen, rồi là elastin, rồi là axit hyaluronic hay gì vân vân. Nhưng mà đối với dòng trẻ hóa da của Lica thì nó cao cấp hơn rất là nhiều, là bởi vì trong một sản phẩm nó đã hội tụ những cái thành phần mà cần thiết nhất trong cái vấn đề trẻ hóa da. Ví dụ như là collagen thủy phân này, nó sẽ là giúp là làm tăng cái sợi liên kết của các sợi tơ collagen này, rồi là elastin ngăn cái sự nó là độ đàn hồi, ngăn cái sự chảy xệ của da này, và cái tế bào gốc thực vật thì kích thích tái tạo này,
axit hyaluric thì là làm căng bóng bề mặt đấy. Tức là một cái sản phẩm trẻ hóa da này đã hội tụ rất nhiều các cái thành phần quan trọng. Quan trọng là các bạn đọc được thành phần và các bạn hiểu được thành phần và cần thấy nó cần thiết hay không. Và nếu mà nó ghi 100% tự nhiên, có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng đàng hoàng thì không có lý do gì chúng ta không sử dụng ạ. Đây ạ. Tất cả đều có dấu của nhà sản xuất nha. Bên mình không bán theo kiểu là hóa đơn bán lẻ hay gì, bởi vì những hóa đơn đấy thì chạy vào siêu thị mua của xin của mấy người Nga quá đơn giản. Còn để mà có những cái tập hồ sơ như thế này thì chắc chắn các bạn phải làm trực tiếp với nhà sản xuất thì mới có được ạ. Đấy là một trong những một vài cái lưu ý. Thì ngoài ra cái dòng Lika này nó có cả thêm cái dòng cấy sợi chỉ vàng, nhưng mà không biết còn hàng hay không. Cấy sợi vàng ạ. Đây, sợi vàng, tức là nó giống như một cái hiệu ứng là rát vàng trên da ấy, nhưng mà nó sẽ làm trẻ hóa da và thon gọn cái đường nét khuôn mặt. Đối với những cái khách nào mà bị chảy xệ nhiều ấy thì chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm như này, rát vàng trên da hoàn toàn tự nhiên ạ. Các bạn cần chia sẻ bất cứ các bạn cần tư vấn bất cứ gì thông tin nào cụ thể hơn thì bên mình cũng có thể tư vấn kỹ hơn ạ. Xin chào.